Hai, thì chào mừng các bạn đã trở lại với channel của mình ha. Thì chắc còn cũng khá lâu rồi mình mới ra một cái clip ha. Thì bởi vì mình cũng có rất là nhiều lý do, mình kể cả chuyện học tập rồi mấy cái chuyện trong cuộc sống rồi nữa. Nhiều lúc mình cũng nghĩ là mình không có sống được tiếp với chứ, nhưng mà thực sự nói chung là gia đình á, thì nếu mà có cái gì mà kiểu khó khăn á thì cứ về gia đình, thì gia đình thì nhiều lúc sẽ đưa ra một cái hướng giải quyết cho mình rồi sau đó giúp mình tiếp tục thôi. Thì mình cũng nói chung cũng cảm ơn ba mẹ của mình lắm, tại mình nghĩ nhiều chuyện cũng nhiều lúc cũng lớn lắm. Mình nghĩ là nếu như mình về mình nói chuyện thì chắc là ba mẹ mình cũng không muốn nhìn mặt mình nữa đâu, nhưng mà thật sự ba mẹ mình cũng cho mình cơ hội thì mình cũng cảm ơn ba mẹ mình nhiều chứ. Thôi thì cũng mình nhiều lúc cái trở lại về vấn đề chính á, là làm về mấy cái clip stream nào. Thì mình cũng ở trên Sài Gòn á, thì mình học tập về đồ đó thì mình vẫn có online stream, và mình cũng có nhiều bạn cũng kết bạn cũng hỏi mình nhiều vấn đề. Nhưng mà có một cái vấn đề mà mình thấy cũng mình nghĩ cũng sẽ nên làm clip, đó là về cái vấn đề mà kiếm game free như thế nào á. Thì thực sự á, cái việc kiếm game free á thì mình nghĩ là các bạn có thể tự kiếm thật, và nếu như các bạn nào mà không biết phải kiếm sao á, thì mình sẽ chỉ cho cái bước đầu tiên á, mà một cái trang web mà mình nghĩ chắc là nếu bạn lên Google bạn ấn cho một phát nó ra gì, ấn free key Steam đó, xong thì nó sẽ ra cái ngay cái chữ dòng đầu luôn nè, đấy trang web này nè. Rồi đó thì các bạn cứ ấn vào những cái đường link nào của nó đó, rồi các bạn lấy game thôi. Nhưng mà thật sự thì mình cũng không có tin tưởng ở trên đây lắm, bởi mình sợ rằng là có một số đứa sẽ đưa mấy cái trang web giả mạo rồi mấy bạn đăng nhập nick từ rồi vô đó, thì nó sẽ gây khó mất nick cho các bạn đó. Thì cái đó là chuyện có thể xảy ra trên cái web này, gọi là có thể thôi. Thì nếu như bạn nào á mà kiểu như là muốn đề phòng cái chuyện đó xảy ra đó, thì các bạn nên nha, nên đăng nhập vào Steam thẳng ở trên đây trước đấy. Các bạn nhấn đăng nhập Steam trên đây, luôn mật khẩu ở trên đây, nếu cái trường hợp là bạn nào mà ở chơi ở ngoài net á. Chứ còn những bạn nào mấy nhà thì chắc cũng biết chuyện này rồi, là cứ lưu nick Steam của các bạn ở trên web này, kiểu như là lưu luôn mật khẩu á, là mốt rồi có gì mà bạn vô nó không cần ấn mật khẩu các thứ luôn á. Thì sau khi mà các bạn nhấn vào những cái đường link đây nè, thì nó sẽ hiện ra liên kết á. Thì nếu như mà nó liên kết thẳng vào cái Steam của các bạn luôn á, thì đó là chuyện đồng nghĩa như là các bạn đã không, đó không phải là trang web lừa đảo, tại nó kiểu như nó liên kết luôn mà. Còn nếu như mà nó bạn đã ấn luôn mật khẩu trên Steam rồi đó, mà ấn vào đây mà nó bắt đăng nhập lần nữa đó, thì các bạn không nên đăng nhập, bởi vì nó đường link nó là khác rồi, không phải là của Steam nữa. Nhớ kỹ nha các bạn, nếu như mà nó đăng nhập ở trong đây mà bạn đã lưu mật khẩu Steam rồi mà ấn vô nó vẫn kêu các bạn đăng nhập mật khẩu nữa thì không nên. Rồi cái thứ hai là một cái trang web, mà trang web này thường nó ít cái thường là một năm chỉ có khoảng chục game thôi, nhưng mà những cái game của nó thường là những cái game giá trị. Ví dụ mình có đã từng Outlast nè, rồi Homefront nè, rồi một số game cũng nổi tiếng lắm nó cũng đã free ở trên đó. Đó là Humble Humble Bundle, các bạn bấm mà nó ra. Thì các bạn chỉ cần đăng ký ở trên đây là các bạn chỉ cần đăng ký một cái Gmail duy nhất thôi, rồi các bạn vô đây. Ví dụ như bây giờ là đang free cái game Warhammer nè, các bạn chỉ cần get the game cho một cái thôi, là các bạn cứ ấn thêm mấy dòng nữa là nó sẽ hiện trong tài khoản các bạn à. Còn nếu như xong rồi thì các bạn không thấy nó thì các bạn ấn vô purchase, nó hiện lên danh sách những cái game mà bạn đã lấy trên đây nè, rồi sau đó bạn ấn vào đây, các bạn kéo xuống nè. Đấy mình thì mình nhận rồi, cho nên cái key này nó thường nó sẽ nằm ở đây nè, nó sẽ kêu bạn bỏ cái đường Steam ở đây nè, kiểu như nó bỏ cái mã ở đây nè, các bạn ấn vào nó ra cái mã à. Xong rồi, rồi đó là cái thứ ba, mà thường là những cái game lớn. Còn bạn nào mà đã nâng cao luôn rồi đó, mà kiểu như muốn kiếm mấy cái game mà để như là bỏ vào cho nó nhiều nhiều trong cái inventory của bạn á, cái library của bạn chứ, thì mình sẽ chỉ luôn một cái trang web. Đó là cái trang web này mình lấy nha, một số bạn thì có thể cái những cái nguồn khác mình không nói, nhưng mà mình chỉ giới thiệu vài cái thôi. Giveaway
SU. Thì chút nữa mình cũng sẽ để đường link này ở đây. Còn bạn nào mà dạng như muốn lấy dài dài ở đây giống như mình, là mình thì thường lấy dài dài ở trên đây, thì các bạn nhấn vào Get Checker. Hoặc là có một số bạn thì nhớ mới nhấn vô web lần đầu nó đã hiện lên này rồi, thì các bạn cứ thêm tiện ích ở đây nha, nó không có ảnh hưởng gì đâu. Đấy, đã được thêm vào tiện ích của bạn nè. Thì khi mà nó chỉ cần có một cái game nào đó free thôi, thì nó sẽ có cái số 1 ở đây, nó số 1 màu đỏ đây nè, bạn ấn vào rồi. Ấn vào sẽ bạn có nhấn vào cái game bạn thích thì bạn nhấn Get đây thôi, nó sẽ chỉ cho bạn luôn. Thường thường là những game như đây nó lấy trực tiếp ở trên đây, bạn hiểu không? Còn những cái game nào phụ thì nó sẽ để cái đường link khác, rồi sau đó bạn ấn vô đây nè. Trang này thì uy tín. Có một số game nào mà nó chỉ, ví dụ như game này lấy free đúng không? Đấy, ví dụ như là game này. Thì những cái chú ý nó sẽ đưa ra nè, là game này sẽ gồm trading card luôn nè. Trading card này thì là cái gì mình cũng đã từng nói cho các bạn rồi đó, là mấy cái thẻ này nè. Đấy, nó sẽ có các bạn đem bán. Thường thì những người ta tầm game ta thích làm này hơn, để cày thẻ ra lấy bán lấy tiền á. Rồi nó sẽ cộng một vào library của bạn nè. Một số game thì nó lấy, nó ghi như ra như vậy đó, thì là một số game thì nó sẽ bạn lấy trên nó, nhưng mà nó sẽ không cộng inventory library của bạn. Có số game nó vậy á, nó kêu là bạn nhận rồi nhưng mà nó không có trong library, nó vậy á. Rồi một số game thì không có achievement luôn, nhưng mà game này lại có nè. Game này tổng hợp cả ba cái luôn, nhưng mà những cái game khác có vẻ bạn lấy trên đây á, có thể là nó không có cái này. What the fuck? What the fuck? Game này nó không, game này thường có chơi điên kẹt nó sẽ có dòng này. Game này sẽ cộng một nó sẽ có dòng này. Game này nó có achievement luôn thì nó sẽ có dòng này. Thì achievement là, này là gì? Thì một số người thì lại thích cái achievement này đó. Achievement này thì thường là các bạn vào cái sâu cây của các bạn á. Nè, nó sẽ có cái dòng này, achievement sâu cây. Rồi các bạn đưa ra những cái achievement mà những cái dạng như là giống như cái thành tích mà bạn đã đạt được trong một cái game đó. Có một số cái nào bạn thích thì các bạn đem bỏ lên thôi. Với lại một số cái nó sẽ có cái hình thù đẹp nữa, làm cho bạn kiểu trang trí cái profile của bạn đẹp hơn á. Thì game này nó có luôn, nên nó kiểu như nó gửi ghi ra thế này. Thì một số game nó không có thì nó sẽ không ghi vậy thôi. Có số game nó không có cái gì luôn á, bởi vậy. Rồi, ok. Thế là cũng xong rồi đó, mình chỉ giới thiệu cho các bạn hai trang web đó thôi. Còn một thứ nữa mà mình nghĩ là nếu các bạn chịu khó thêm nữa đó, thì các bạn nên đi qua những cái group game, mà hiểu không? Ghi những cái group game mà đồ đó, thì các bạn canh có nhiều số bạn á, thì có thể là người ta lấy được nhiều á, sau đó một số cái mà người ta key mà người ta không cần á thì người ta sẽ đem lên đây người ta cho. Và thường là các bạn phải bấm vô nhanh lắm, các bạn người ta chỉ cần đăng lên cho cái bạn phải nhập vô liền mấy cái đó, kiểu cho đó. Còn không người ta sẽ tạo ra một cái giveaway nào đó này nọ, cái này thì do các bạn phải tự các bạn đi kiếm thôi. Mình thì thường hay hoạt động ở, mình cũng không phải lấy nhiều cho đây đâu. Thường là nhiều lúc mình không thèm lấy luôn chứ, tại lấy về mình thấy cũng vô ích lắm. Game Steam bản quyền nè, rồi đảo Divide rồi đồ này nọ, đảo Divide nè, đảo Divide thường nó chợp lẻ lắm, cho nên thôi các bạn cũng tùy các bạn thôi. Các bạn có trang web nào thì các bạn thích thì các bạn trang nữa bạn thích đó, thì các bạn vô thôi. Rồi coi như việc lấy game free thì xong đi. Rồi và bây giờ đến cái phần là YouTube của mình, thì mình cũng có một số cái mà nói chuyện luôn. Đó là các bạn cũng phải hiểu cho mình cũng không rảnh lắm. Cho nên á, bất kỳ những cái câu hỏi nào như thế này nè. Những bạn nào á mà hỏi thật sự đàng hoàng á thì mình đồng ý mình sẽ trả lời cho các bạn. Vậy nhưng mà bạn khó khăn cái gì thì mình chỉ, các bạn hiểu không? Còn có một số bạn không biết có đây những cái tào lao, có một số cái tào lao lắm. Có một số cái thì nhiều lúc mà mình đã hỏi rồi, mình đã trả lời rồi á, thì mình mới không có trả lời ở đây thôi, chứ không trả lời trên đây nữa. Chứ còn một số cái như là cái này nè: anh ơi, Ultra View giúp em với.
Mình cho view này thì mình nghĩ là chắc là bạn muốn team view với mình kiểu như là để mình làm giùm á. Nhưng mà mình trả lời cho bạn là mình không bao giờ làm giùm cho các bạn nha. Bởi vì kiểu như là mình thì thật sự cũng không phải là người nghiêm túc lắm, nhưng mà thật sự là mình muốn các bạn tự làm. Bởi vì các bạn tự làm bạn mới nhớ được. Và kiểu như là cơm cơm nước rồi đồ đó mà đã dọn ra sẵn trước mặt các bạn rồi, các bạn chỉ nhấn vô các bạn ăn thôi, các bạn cầm muỗng, cầm đũa, cầm thìa lên các bạn múc các bạn ăn thôi. Mà các bạn ăn không được nữa thì đó là chuyện của bạn, chứ mình cũng không phải cũng không có đút các bạn ăn đâu. Để riết hư đốn rồi. Nói vậy thôi chứ mình cũng không làm giùm đâu, mình không có thời gian mà làm mấy cái trò đâu. Thì bạn nào tự bạn cứ tự làm những cái này thì mình, nếu như mà trong cái một cái phần nào của video đó mà nó có cập nhật, nó làm mới lại đó, thì mình cũng đã update trên mấy cái comment như thế này rồi. Thì kiểu như mình cũng giống như thế này nè, còn nếu không cắt được thì mình cũng đã trả lời cái này lâu rồi, là mình kiểu như một số bạn không có hiện cái background ở trên cái hình nền ở cái chỗ trang web đó thì mình cũng đã chỉ rồi. Cái này mình, những cái này mình trả lời được rồi, mình có bạn có kết bạn Steam với mình thì mình trả lời rồi. Còn có một số ông nói xin đi chứ thì thực sự là mình nói rồi, thì trước khi mà kết bạn với mình á thì cũng phải coi kỹ cho mình. Thấy không? Mình cũng đã ghi rõ luôn là không chấp nhận những cái người bạn bè mà kiểu như priority profile, là kiểu như là những cái profile mà kiểu riêng tư á. Các bạn phải để mở ra giống mình hơn luôn, hiểu không? Kiểu như để công khai hết luôn tất cả các thứ. Và không phải là những con bot. Con bot là gì? Những con bot là kiểu như là nó kết bạn với mình là chỉ để mục đích là để lấy đồ của mình á. Nó kiểu như là những con bot tự động rồi. Nên nó kiểu như nó đưa bạn những cái trang web ảo rồi đồ để lên nó lừa nick của các bạn này nọ đó. Mình không có kết bạn thôi, mấy đó mình nhìn là mình biết rồi. Rồi, thấy không? Đảm bảo rằng là mà không phải không có ạch bạn mình để lấy kho đồ nè. Bởi vì cái kho đồ của mình á là không có gì tuyệt hết đó. Rồi nếu như bạn làm như vậy thì mình sẽ block chị của mình thôi. Rồi nhìn ghi cái dòng tiếp luôn, là những thứ mà mình giữ trong kho của mình á đều là những thứ là mình đang sử dụng. Bởi thế là đừng có hỏi mình là phải đưa cho bạn bất cứ thứ gì, thì mình sẽ block hết luôn. Có một số bạn á tự nhiên cái vừa kết bạn cho mình hỏi hai chào anh thì mình cũng chào lại hai chào em. Tự nhiên cái hỏi anh ơi cho em cây M4 của anh được không, mình block thẳng. Hoặc mình chỉ hỏi một câu thôi là muốn bị lóc hay không là nó tự động nó sẽ bỏ rồi, tại vì cái thằng đó là kiểu như là ăn không ngồi rồi á, muốn đi lấy đồ của người khác á. Kiểu mình cũng không biết sao mà cái xã hội này cũng có nhiều cái đứa làm cái trò biến thái lắm. Nhiều lúc cái súng nó có mấy trăm đồng mà, nhưng mà nhiều lúc nó cũng cố lấy vô mặt đường nữa, mình cũng không biết mấy trăm đồng nó làm cặc gì nữa cho nó nữa. Thì mình đã nói rồi đó, thì có gì thì nếu như các bạn kiểu như là trong cái phần nào của video này mà bạn không làm được á thì mình bạn có thể hỏi mình thì mình giúp cho, chứ kiểu như nhưng mà đừng có kiểu là mình nhờ mình làm giùm hay là những này là lỗ khác vậy thôi. Mình cũng muốn nói vậy đó, mình cũng không có cái rảnh cái thời gian đâu mình làm ba cái trò đó. Rồi sắp tới đây á thì mình có thể đó là mình sẽ không có làm nhiều video đâu, kể video này có thể là video gần như là cuối cùng mình làm về Steam. Thì nếu như có cái cách gì đó thì các bạn cứ inbox về hỏi mình, rồi sau đó nếu như mà kiểu như là mình không trả lời được á thì mình cũng sẽ đi hỏi người khác giùm các bạn, rồi kiểu như mà mình cũng mở mang thêm, các bạn cũng mở mang thêm. Sau đó mình sẽ tổng hợp lại quy một cái clip câu hỏi đó, rồi sau đó mình sẽ làm chung như một cái clip luôn. Kiểu như vậy đấy. Còn chứ năm sau mình cũng không hỏi chuyện học hành của mình cũng không có rảnh tiếp nữa đâu. Mình đã phải rất buồn khi mà mình cũng phải cắt bỏ đi rất là nhiều game mà mình hay chơi, cắt bỏ luôn. Ví dụ như một số game mà mình rất thích chơi như là Alpha 8 mình đã cũng phải bỏ hẳn, Alpha 9 thì lâu lâu chơi thôi. Rồi một game nữa mà mình rất thích chơi đó chính là Warface, vì mình cũng mỗi một số bạn bữa có tự nhiên cái mình coi lại những câu hỏi hỏi trên Steam thì tự nhiên có một bạn vẫn hỏi mình là còn chơi không bạn, mình thấy cũng hơi buồn bởi vì mình không còn thời gian chơi nữa. Mà nhiều lúc mình ở trên Sài Gòn đúng không, mình ra net được á, bữa nào mình rảnh được á mình ra net được á, nhưng mà net mình thì cũng toàn chỉ búp CF và đồ này nọ thôi, chứ Warface nó đã xóa rồi, mình không còn thời gian để mình chơi nữa. Chơi ở cái laptop ở cái chỗ thì nó kiểu củ chuối quá, nó chỉ online được thôi, bây giờ mấy game nhẹ nhẹ thôi.
mình cũng không có chơi được Warface nữa, cho nên cũng xin lỗi bạn là chắc là mình cũng phải off Warface thật sự luôn. Mình cũng đã xóa Warface rồi bởi vì nó là một trong những trò chơi mà nặng nhất trong kho của mình luôn. Nó gần 100GB, cho nên mình cũng đã xóa đi rồi. Một số game trên mobile nữa mình cũng sẽ phải xóa đi rồi. Game off thì mình cũng sẽ chơi với lại một số game online như CSGO rồi lên. Mấy game như PUBG mình cũng sẽ hạn chế giờ chơi lại luôn. Mình cũng không có chơi nhiều được nữa. Khi nào mình về nhà được thì mình mới đụng tới những game off thôi. Chứ về nhà mình cũng không bao giờ mình cũng đụng tới, ít khi nào đụng tới búp lắm. CSGO cũng vậy nữa. Mình chơi tao mấy game off không mà, tại mấy game off thì ra net không có, tải gì thì cực. Và sau đó mình kiếm cái thời gian mình làm clip cho bạn thôi. Bởi vậy những cái trò mình bây giờ mình còn chơi được đó chính là PUBG nè, với lại CSGO đôi khi ra net là mình chơi được nè. Còn điện thoại thì nhiều lúc mình còn chơi được trò Honkai này với lại trò Golf Online này thôi. Hết rồi. Cũng ít khi khác thôi. Có một mấy sòm mình cũng thích chơi nữa nhưng mà mình không tiện nói ra nữa. Mà mình cũng phải cắt bỏ hết vì việc học của mình. Ok thì chắc là clip này chắc cũng tới đây đó, thì mong là các bạn hiểu mình, thông cảm cho mình thôi, bởi vì clip này mình cũng không quan trọng là lượt like hay lượt sub gì tiếp theo nữa đâu. Bởi vì mình tạo ra cái channel này thực chất là cũng chỉ làm video cho vui thôi, chứ mình cũng chả thực sự là kiếm hay là bất cứ làm được cái gì ở trên kho đây đó. Chủ yếu là mình muốn giúp các bạn, hiểu không? Làm clip thì mình cũng không có edit video rồi đồ kiểu như tạo điểm nhấn cho các bạn này nọ nữa, cho nên cũng hơi khó cho các bạn, nhưng mà mình cũng vui khi là mình giúp được một phần nào đó các bạn thôi. Cho nên khi mà các bạn về cái Steam, mà nếu như các bạn muốn add mình để các bạn hỏi mình một cái vấn đề nào đó, thì các bạn chỉ tránh như thế này thôi nha. Tránh những cái thời gian mà nếu như mà các bạn vô mà các bạn thấy mình chơi những cái trò như là búp hoặc là CSGO, được không? Nếu như mà bạn hỏi. Bởi vì khi mà các bạn hỏi như thế đó, thì các bạn hãy tưởng tượng đi, mà kiểu như là búp khi mà mình đang giao tranh đi, hoặc là cái bò còn có 10 đứa sống, thì mình nghĩ mình có rẹp ngay các bạn được hay không? Hay là chưa sau đó thì nếu như mà mình có xong cái trận đi, mình có top 1 hay không mình không biết, nhưng mà thường là làm vậy xong thì mình rất là mệt mỏi. Mình cũng có một cái bệnh đó là chơi game thì nhất nhất là búp, thì sau mà lợi như là bo còn 10 đứa hay là dạng như là còn solo 1-1 hay gì đó thì tay mình rất là run. Bởi vậy mình nhiều lúc mình bắn cũng không giỏi lắm nữa, thì tay mình nó kiểu như nó bị bệnh gì mà run lắm, cho nên mình không thể nào mình chơi giỏi được. Nên làm vậy thì mình cũng hoảng này nọ nữa, cho nên mình không có rẹp được các bạn đâu. Mà nhiều lúc xong rồi mình cũng không có thể là mình không nhớ được các bạn đã ấn vô các bạn hỏi mình luôn á. Mình chết nhiều lúc, mình chết mình để đó xong rồi cái hồi nữa mình ra cái mình nhiều lúc mình quên nữa. Cho nên khi mà mình thấy các bạn thấy mình chơi búp hay là CSGO đó, thì các bạn kiểu như là hạn chế, cực kỳ hạn chế là hỏi mình ngay trong lúc mình đang chơi. Cho chơi hai trò này thôi. CSGO cũng vậy nữa, CSGO nhiều lúc đang răng rủng nó cũng căng thẳng nữa. Mình thì ít răng rủng nhưng mà nhiều lúc mình cũng đang cần chơi với bạn của mình á. Nhiều lúc mình chơi game off thì mình bay ra mình hỏi các bạn liệt luôn. Mình có thể, vậy như là nếu mà cái vấn đề nào là kiểu mình có thể giúp được á, mình đồng ý mình thoát game luôn, mình thoát game để mình chỉ cho các bạn luôn. Mình là như vậy. Ok vậy thôi. Thì mong là các bạn hiểu cho mình thôi. Khi mình chơi những trò đó thì đừng có hỏi mình. Còn lại thì khi mình online, khi bạn thấy mình online đó, hoặc là có thể không online cũng được nữa, các bạn cứ hỏi mình. Đó, nếu mà mình on lại hoặc là mình trả lời được thì mình sẽ trả lời luôn. Vậy thôi nha. Thì clip này chắc cũng tới đây rồi đó. Thì cảm ơn bạn đã xem clip của mình nha. Thì clip này của mình cũng quan trọng các bạn like hay sub gì đâu, mà cũng chỉ bạn chỉ ủng hộ channel của mình thôi nha. Mong các bạn hiểu cho mình bây giờ. Ok thì chào tạm biệt các bạn nhé. Bye bye.